Hello tất cả mọi người. Hôm nay là thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Thì đây em giới thiệu cho các anh xem một cái mẫu chim chào mào Mỹ bảy đấu. Đó, chưa có tuổi lòng, chưa có ngày lòng nào hết, mới bỏ ra sáng nay thôi ha. Chim này thì kè vô lên cánh đấu, phải nói là rất là tuyệt vời ông mặt trời. Chim này là chim Quảng Nam nha, chim này chim Trà My. Đó, thì giá cũng giống như ngày hôm qua, giá 900k ha. Đó, bé này rất là dữ luôn, kè vô là đấu cánh lên cánh chơi rất là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục, em cái này là em không có lựa ra em nuôi nha, có nghĩa là em đang dư cái lồng, anh em lồng là thích mua lồng em bán luôn cái lồng này ha. Cái lồng này 550k đó, chim là 900k. Rồi bây giờ em sẽ review tiếp cho mấy anh xem đó, sổ coi như là giọng coi như là 6 7 8 9 10 ha. Nếu mà cái vùng chim Trà My anh em biết rồi, nó sổ giọng rất là hay luôn, giọng 6 7 8 9 10 không à. Hay là bây giờ để em kè thử với lại mấy cái con hàng bảy đấu ở đây ha. Thì hôm nay em về được có 6 bé thôi chứ không có nhiều ha. Hay là để em kè thử cho mấy anh xem. Ok, mấy anh đợi em tí xíu ha. Nói chung là buôn bán là coi như là phải chiều khách đó. Nhưng đôi khi có những vị khách mình không có chiều, đó có nghĩa là không cần bán luôn chứ không phải là chiều đó. Bây giờ kè thử thôi, kè thử để em lấy cái thùng này. Ở cái thùng này thùng chim Trung Quốc ha, thì em mới ra được khoảng chừng em tách ra học á được 30 bé chào mào Trung Quốc ha, rất là đẹp, sổ giọng hết luôn rồi. Nói chung là cái xác suất của nó là hình như nó cũng đâu đó nó khoảng chừng 98% là trống rồi, mà giá rất là rẻ luôn. Chút xíu em sẽ review sau ha. Còn bây giờ em kè thử cho mấy anh xem nè. Đó, chim này là chưa có tuổi lồng, chỉ có tuổi rừng thôi. Đó, 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 đây, đó. Chơi liền ha. Rồi bé ở trên nữa nè. Đó, đó, hàng bảy đấu coi như là bảo hành, coi như là chống 80 đời chứ không phải là một đời nữa nha. Đó, kè vô là đấu cánh rồi sổ dòng 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, không bao trống nha. Đó, anh em nào biết chơi thì cứ ok, con dê là dứt thôi ha. Đó, 900k. Đó, chào mèo. Chim này chim Trà My nha mọi người nha. Chim này chim Trà My. Đó, hàng Quảng Nam, Quảng Nam á. Bữa nay em làm hàng Quảng Nam luôn nha. Rồi, cái bé này thì tạm thời em để nó ở đây đi, chút xíu em sẽ treo nó lên sau ha. Còn bây giờ sẽ review cho các anh xem 5 cái mẫu tương tự ha. Đây là mẫu số 1 đó, mới vừa kè là lên cánh chơi liền ha. Bé này thì lân tê nhẹ, rất là đẹp, lưng quy, đó, tướng rất là dài. Đấy, số 1 nha. Đây là mẫu số 1. Bên này là mẫu số 2. Đó, bé nào coi như là sổ giọng hết luôn rồi. Bên này là số 3 ha. Số 3 này nết nè, rất là tuyệt vời mặt trời luôn ha. Kè thử luôn. Đó, trời ơi, bán chim là nói chung là hàng bảy đấu, hàng Trà My là phải kè cho mấy anh xem chứ đừng có nhìn tướng nhìn tá, với mấy anh mua chim mà cứ ngồi mở máy nó mất thời gian lắm. Kè cho mấy anh xem. Ưng là dứt. Đó, kè tiếp tục bé này luôn nha. Để coi coi, để coi cái bé trong lòng coi như thế nào. Rồi, bé trong lòng, bé trong chuồng coi như thế nào ha. Coi cái nết nè. Đó, trong chuồng nè. Đó, nó thấy chim là nó dựng mồng lên ha. Bé nào quét 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 dữ quá. Đó, ra hình ra tướng lên ha. Đó, cái dòng chào mào bấy đấu là vậy, chưa có tuổi lòng luôn nha. Đó, mới bỏ ra sáng thôi. Do anh, các anh biết sao? Cái mũi nó hơi chạy tí xíu à. Đó, cho nên là em không có để ra cái lồng chứa, em cho nó ra cái lồng vuông ha. Đó. Rồi. Ở trong ở ngoài gì đều có thái độ sổ tướng. Ồ, cái bé nào quét dữ vậy ta. Đó là ba bé rồi ha. Bây giờ tới bé thứ tư nè. Bé thứ tư ha. Cái dọc Trà My nó cũng khá to ha. To, dài, mỏng đẹp, yếm đậm, tách đỏ. Đây là mẫu số 4 nha. Qua này mẫu số 5 à. Số 5 là không có chê đâu được. Đây số 5 nè. Em đang quay ở bên cái phần mềm để làm cái clip cho nên là em không có chỉnh được cái độ sáng giống như là cái phần mềm của cái điện thoại. Cái phần mềm của điện thoại mà mình quay á thì nó chỉnh được, còn cái phần mềm mà để em làm cái clip này nè, em không có tăng cái độ sáng lên được mọi người. Nó hơi tối tí xíu ha. Đây là chuồng số 5 ha. Đó thì có 6 bé. 6 bé chào mào bảy đấu ha. Đồng giá là 900k không bao ship nha mọi người nha. Anh em nào ở tỉnh nhớ chuyển khoản trước giúp em nha. Thì em review cho các anh xem cái tạm thời đi. Tạm thời em gọi cái bé ở trong cái lồng này là bé số 6 đi ha. Còn nãy giờ em review cho các anh xem
chuồng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Đó, 5 chuồng ha. Còn bây giờ tới review chào mào Quảng Châu nè. Đó thì em tách ra được 30 31 bé. Đó, 31 bé chào mào Quảng Châu. Thì sổ giỏng hết trơn rồi, trống là 99% rồi. Bé nào cụp mồng thì anh em đừng có lấy ha. Còn những cái dòng này nè, nó lanh rất là đẹp ha, lanh và gốc mồng dài phải nói là rất là đẹp luôn. Thì có 31 bé, ví dụ như có một cái bé số 10. Đó, các anh thấy ha, sổ giọng rất là tuyệt vời ha. Ví dụ như để em coi coi, em đứng xa xa ra, ở đây thì nguyên một cái khung học như thế này thì có 12 bé. 12 bé thì tạm thời em thấy bé số 3 nè, bé số 10 là chưa dám lên mồng ha, còn 9 bé còn lại coi như là lên mồng sổ giọng rồi, thì cái tỷ lệ trống của nó là 99% chứ không còn coi như là 90 tới 95% nữa. Do là biết sao, mấy cái bé mà không lên mồng với lại nhỏ 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 em tách riêng ra em gửi về Mỹ Tho rồi. Đó, bên này cũng vậy ha. Đó, bên này nè, 30 bé nữa nè. Rồi, bây giờ em sẽ review cho các anh xem nha. Thì trong cái khung này nè, em xin nhắc lại để cho anh em đỡ mất thời gian nha. Số 3 với số 10 thì chưa dám lên mồng thì anh em, hoặc là em sẽ khỏi cần quay ha. Em quay những cái bé nào mà lên mồng rồi có những cái thái độ rồi cái phách nó nhảy rồi này nó đẹp á, mà nó sổ giọng rồi á, thì em sẽ quay cho mấy anh ha, cho mấy anh chọn lựa cho nó nhanh, đỡ mất thời gian của mấy anh cũng như là đỡ mất thời gian của em. Rồi, em không có sử dụng cái phần mềm để quay clip đó, em sử dụng bằng cái phần mềm ở trên cái điện thoại. Do là biết sao, cái phần mềm ở trên điện thoại thì có thể tăng được cái độ sáng, còn cái phần mềm mà để em ghép clip rồi này nọ thì nó không có tăng được cái độ sáng. Đó, bây giờ em quay bằng cái phần mềm bằng điện thoại ha. Đây là mẫu số 1 nha. Thì số 3 hay số 10 gì đó nó chưa có lên mồng thì có thể là em sẽ không cần quay. Đây số 1 nha. Anh em cứ ưng cái mẫu nào alo cho em. Những cái mẫu này đa số là 99% là trống rồi. Chim này chỉ có 300k thôi nha. Rồi, đây số 2. Đây, chào mào Trung Quốc. Chim Quảng Châu nha. Đây số 2. Ôi, số 3 lên mồng luôn rồi nè. Số 3 lên mồng tục luôn rồi nè. Đó. Đây số 3 nè. Quả này số 4 nè. Số 4 này hơi nhỏ con tí xíu nha. Nói chung là hàng mà dạng như hàng lưới thì nó có con thì rất là to, có con thì nó chung chung thôi. Đó. Đây số 5 nè. Đây số 5 ha, số 5 này trống chắc luôn, trống 100% luôn, chơi liền luôn. Đây số 6 nè. Đó, số 6 đẹp luôn nha. Rồi bên này số 7 nè. Hồi nãy em nói là hình như là số 7 này anh em cũng đừng có nên mua nha, do em thấy cái hầu của nó không có được to. Đó, 3, 7, 10. Đây số 8 này dứt liền nè. Đây số 8. Bên này số 9 nha. Đây, số 10. Số 10 nãy em kêu là không có nên mua nè. Nói chung là 3 3 7 10 nha, 3 7 10, do là cái hầu của nó thứ nhất là nó nhỏ, cái thứ hai nữa là chưa thấy nó lên mồng, cho nên là 3 7 10 anh em đừng có mua nha. Đây số 11. Đó, số 11 thì sổ giọng nhiều, số 12. Số 12 rất to nè. Sổ giọng luôn rồi. Đó, 12 bé, rồi bên này là 10 18 19 bé nè. Đây số 1 nè. Rồi bên học bên này thì mỗi một hàng có 3 ô thì đếm giúp em là 1 2 3 4 5 6 ha, từ trái qua phải. Đây, từ trên xuống dưới. Đây là số 1 nè. Để em quay sát sát vô cho mấy anh xem nè. Nó tắt nó đỏ rồi, nói chung là mạch đẹp. Mồng cũng đẹp. Đây số 1 nha. Hình như là zoom lên hơi lớn. Rồi đó, như vậy cho nó dễ coi ha. Nhìn ra được tổng thể, có lưng rất là to, ngực rất là to ha. Đây số 1. Mình số 2. Rồi bên này số 3 nè. Đó, cứ mấy cái bé này cứ đi cái chỗ khác cái là nó sổ giọng nó kêu nó tục. Đây số 3 nha. Nhớ giúp em trong học nha, cái này trong học nha. Học này không có số thì chịu khó đếm giúp em nha, từ 1 2 3 từ trái qua phải từ trên xuống dưới. Đây số 4 nè. Đó, dạng không? Dạng như chim luôn rồi. Rồi bên này số 5, số 5 này trống luôn nè. Đó, đứng kế bên mà bé nào quét đây, số 3. Đây số 5 nha. Rồi bên này số 6. Rồi bên này là số 7. Số 7 nó hơi nhát nè. Nhưng mà rất là to ha. Đó, cũng tục luôn ha, số 7.
Số 8 không có nha, số 8 là nó bị gãy hai cái nan cửa rồi, không có thả vô. Đây số 9 nè. Số 9 này hơi lăn tê nè. Đó, 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 đó. Thấy không? Chiếm 300k chơi dữ không? Đây số 10 ha. Số 10 nè. Rồi bên này 11 nè. Rồi bên này là 12. Rồi bên này là 13. 13 này hơi nhỏ con nha. Bên này 14. 14 này lanh nhẹ. Trung chim dài đòn nè, 14 nè. Này 15 nè. Đây 16 à, thái độ phải nói là gấu chó nè. Nghe chim là nó cứ nhảy lung sục nè. Rồi bên này là 17 nè. Rồi bên này là 18 nè. 18 không nên mua nha, nó hơi nhỏ con nha. Đó, thì coi như là 30. 30 bé chào màu 7 đấu. Ấy xin lỗi, 30 bé chào màu Trung Quốc nha. Đó. 300k một bé.